lại bò đi kiếm thì chào quý khách, hôm nay là ngày 20/3/2021. Dâu nó bò cho cái quý khách này ở Bến Cát Bình Dương. Đúng, quý khách ở Bến Cát Bình Dương bắt nó bò về Bến Cát Bình Dương. Đúng rồi, quý khách này ở Bình Dương. Vậy nè, không quay nè. Nè, cho bé, cho bé đó. Nè. Con dây nè, không quay nè. Nè. Dạ dạ. Dây không, dây rồi không quay nè. Đó. Dây. Cháu ơi. Rồi. Đi. Nắm chặt nha. Rồi lên 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 bò này tôi cũng đã ghê giờ mẹ không chặt nha. Cản lại nghe, ơi xe vô cái lọt đất ra ngoài á. Lọt đất ra ngoài á. Được chưa? Chỉ trai là Hương Lộ 19 gần Quỹ ban xã nhận Quỹ ban. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến tại xem cùng tham khảo. Chị tính nuôi bò chuồng chốt và cặp bò quả béo trại bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Nuôi đâu bò này giao cho chú khách này ở Bình Dương, Bến Cát Bình Dương. À, khách ra người khách này đem xe vô tự ta chở luôn. Không biết về Bình Dương là con chở xuống á. Hả? Về Bình Dương tôi không chở xuống cái kiệu á. Nó rồi á. Dư tặng luôn chú sáu. À, đừng nghe bắt tay đó. Dư tặng luôn. Giao nguyên cái lò bò cho chú khách ở Bến Cát Bình Dương. Bị đi. Cậu sao không? Mà sao gì hả má? Sao đổi đây? Dạ. Hả? Mình chở mà cái chú khách này nói ổng có xe nhà ổng bớt tiền nhà vài trăm dầu cũng chở luôn. Quay chưa ông ơi?